Xin kính chào quý vị. Sau đây mời quý vị theo dõi phần bình luận với tựa đề Sợ hãi không điểm dừng. Bài viết do JB Nguyễn Hữu Vinh biên soạn, Quang Trường trình bày. Kính thưa quý vị, những ngày gần đây, nhiều sự việc ở tại Việt Nam làm cho mạng xã hội hết sức là sốc lần này đến ngạc nhiên lần khác. Và nhiều người đã phải mỉa mai nói rằng, cứ tình hình như hiện nay thì đừng hỏi vì sao mà tuổi thọ của người Việt Nam đã giảm đột ngột. Có thể không đủ thời gian để phân tích hết và chi tiết những sự việc có liên quan đến tình hình chính trị xã hội Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, điểm qua những sự việc thì động tác gần đây của hệ thống chính trị xã hội hiện tại, người ta thấy toát lên đằng sau những hành động đó là một thái độ ám ảnh, sợ hãi, không có điểm dừng của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Trước hết là việc cái gọi là Quốc hội Việt Nam đã và đang họp để bàn những vấn đề, những dự luật, những ý kiến được đưa lên từ Bộ Công an. Cũng cần phải nói lại một vấn đề như sau. Nếu như tại các quốc gia khác, thì việc làm luật thuộc về cơ quan quốc hội là cơ quan lập pháp, bảo đảm được các yếu tố khách quan bởi vì quyền lợi của chủ thể đất nước là người dân. Thì ở Việt Nam, tất cả đều được đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, nghĩa là tất cả, dù là cái nhỏ nhất cũng phải làm đúng ý của đảng. Còn hệ thống tam quyền phân lập thì Nguyễn Phú Trọng đã định nghĩa như thế là suy thoái chứ còn gì nữa. Và chính bởi tại quốc gia độc tài thì luật pháp được định nghĩa là công cụ để bảo vệ giai cấp thống trị. Ở đây là Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi. Và tất cả còn lại là thứ yếu, là lực lượng xã hội chỉ có nhiệm vụ cao quý, đó là kiếm tiền bằng mọi cách cho đảng tha hồ mà đốt. Và chính vì vậy, một cách sản xuất lập pháp ở tại Việt Nam chẳng giống ai. Và đó là quy định các cơ quan thực thi pháp luật lại là nơi đề ra các văn bản dự luật của ngành mình nhằm có thể bảo đảm đưa được đó vào các chi tiết về lợi ích nhóm của ngành mình, của phe mình, của nhóm mình, càng có lợi càng hay. Nhưng phải bảo đảm được điều cốt yếu, bảo đảm chiếc ghế độc tài của đảng và qua đó thì bóp nặng người dân bằng mọi cách để kiềm chế, để chế tài, để moi tiền bạc, vật chất, dân đảng trường tồn. Và vì vậy, ngành công an sẽ đưa các dự luật mà ngành công an soạn thảo dựa trên lợi ích của chính mình, ngành thuế, kiểm toán, thanh tra, quân đội v.v. đưa các dự luật mà qua đó thì lợi ích của ngành mình được bảo đảm bằng văn bản luật pháp hẳn hoi. Chỉ có những thành phần trong xã hội là những người dân, những giai cấp cần lao, không có thể đưa đến quốc hội những dự luật bảo vệ cho giai cấp, tầng lớp của mình như là nông dân, công nhân, trí thức, binh sĩ, tầng lớp đáy xã hội thì không có một luật nào có thể bảo vệ họ. Cái duy nhất họ có quyền tự do, đó là tự do làm nô lệ, tự do đi bán mình, tự do trốn khỏi đảng, khỏi nhà nước để bán sức lao động và thậm chí là bán cả bản thân, tính mạng, nhân phẩm của mình khắp thế giới bằng đủ mọi mánh khóe nghề nghiệp nhằm kiếm tiền gửi về quê hương đất nước cho đảng tha hồ mà đốt trong các đại hội, trong các dự án, trong hàng trăm hàng ngàn vụ tham nhũng ở hệ thống chính trị hiện nay. Cái dự luật an ninh cơ sở của Bộ Công an đưa lên Quốc hội quy định rằng mọi khoản tiền phạt cho người dân vi phạm luật giao thông ngoài các khoản công an trấn lột, mãi lộ trên đường đó là phần lớn, còn lại nộp vào ngân sách của nhà nước thì để lại ít nhất là 70% cho ngành cảnh sát giao thông chi dùng. Điều này đã bị dư luận phản ứng dữ dội. Rằng vậy thì tất cả các ngành khác đều thi nhau phạt để rồi đề nghị giữ lại tiêu thì sao? Vậy thì mọi ngành, mọi nghề sẽ đua nhau tìm mọi cách để phạt như là một cuộc trấn lột tập thể mọi lúc, mọi nơi. Thì xã hội sẽ như thế nào? Nên nhớ rằng, số tiền phạt đó không hề nhỏ và thậm chí con số đó bằng cả ngân sách cho một ngành trong xã hội. Chưa tính được số tiền mà cảnh sát giao thông trấn lột trực tiếp người đi đường. Chỉ tính số tiền được nộp vào kho bạc rồi chuyển lại thì Bộ Công an như từ trước tới nay thì con số đó đã là cả hàng nhiều ngàn tỷ trong một năm. Và nhiều câu hỏi không thể giải thích cho nên Bộ Công an đã phải bỏ điều này trong dự luật thời gian trước. Nay, nhân dịp cả Quốc hội và cả Văn phòng Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch nước, bốn cái ghế gọi là tứ trụ của triều đình đang lung lay và mọi người đang nín thở, báo chí thì im tiếng trong cơn bão bạo lực và bắt bớ lẫn nhau, thì Bộ Công an lại tiếp tục đưa ra buộc Quốc hội phải giơ tay. Chưa hết,
để có thể tạo điều kiện cho hệ thống công an thực hiện việc công an trị toàn xã hội một cách triệt để nhất, thì cái gọi là dự luật, luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ lại tiếp tục đưa ra một quy định và định nghĩa về vũ khí, bao gồm cả dao, là một dụng cụ mà bất cứ một người Việt Nam nào đều sử dụng bình thường trong đời sống xã hội ở mọi lĩnh vực, mọi môi trường, mọi nơi, mọi lúc. Một mục đích khác không thể kém quan trọng là con dao là công cụ bất ly thân của mọi người dân. Thì khi có luật, nghĩa là công an có thể có cơ hội sộc vào bất cứ một nơi nào chúng thích, bất cứ cơ sở kinh doanh cũng như một nhà dân nào. Và ai cũng biết, khi mà càng khó thì cơ quan chức năng mới có cớ mà bóp nặng, mà kiểm ăn. Sở dĩ công an bằng mọi cách đưa được quy định quái gở này vào luật, phải chăng bởi vì an ninh hay là tính mạng gì của người dân? Bởi dân có chết cả trăm, cả ngàn vạn người, chẳng ảnh hưởng gì đến đảng. Dân chết rồi dân đẻ, chỉ lo giữ đảng thật chắc. Cảnh giác cho đảng trước việc bất cứ khi nào cũng là mục tiêu tấn công của người dân, thì đó mới là mục đích chính. Nhưng điều đó cho thấy rằng sự sợ hãi của chính quyền, của dân do dân và vì dân hiện nay ở Việt Nam đang ở mức độ nào. Chưa hết, cũng mới đây thôi, thì tại kỳ họp thứ 6 vừa qua, cái gọi là Quốc hội khóa 15 cũng đã thông qua luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023, thay thế cho pháp lệnh công an xã 2008. Luật này quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền tắc tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác, xây dựng lực lượng, tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là các tổ chức dân phố đến tận các ấp, làng, bản, phun, sóc, v.v. Ngoài lực lượng công an dày đặc mỗi xã, mỗi phường có hàng chục và thậm chí là cả trăm công an, chính quy được đưa về tận nơi, thì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là lực lượng do chính quyền địa phương thành lập trên để có thể hỗ trợ công an cấp xã, giúp cho ủy ban cung cấp trong bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng cái gọi là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và được bố trí ở thôn, tổ dân phố. Và như vậy, với hơn 10.000 xã, thì người dân lại sẽ được nuôi một số lượng khổng lồ những con người chỉ để phục vụ công an, nghĩa là việc thay thế cho việc công an, và khi cần thì có thể cùng chết thay cho cả công an. Số tiền để nuôi lực lượng này sẽ là một con số khổng lồ, và tất cả tiền đó được lấy từ ngân sách trung ương, nghĩa là tiền dân ngoài hàng trăm ngàn tỷ đồng đã cấp cho công an hàng năm. Để vào lực lượng này thì luật quy định là chỉ cần bản khai sơ yếu lý lịch, chứng nhận của cơ sở khám bệnh có đủ sức khỏe, bằng tốt nghiệp hoặc là đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở trở lên, hoặc đã học xong chương trình giáo dục tiểu học. Đám này sẽ được trao dùi cui cao su cho 80% quân số một tổ bảo vệ an ninh trật tự, dùi cui kim loại cho 50% quân số, áo giáp chống đạn và găng tay bát dao có 30% quân số. Nghĩa là cái đám chỉ cần vượt qua giáo dục tiểu học này sẽ được trao vũ khí quyền sinh quyền sát đối với lại dân chúng. Trong thực tế bấy lâu nay, hầu hết đám này là một dạng thanh niên vô công rỗi nghề, không nghề nghiệp và không có trình độ và nhận thức. Do vậy, không thể kiếm ăn lương thiện, bình thường mà là một hàng ngũ đầu gấu đầu bò trong xã hội, cứ tù năm tù ba và gây rối người dân là chính. Và những kẻ thiếu hiểu biết, không nghề nghiệp công việc đó, và thậm chí là những đối tượng nghiện hút, bảo kê, đầu gấu và rất nhiều là sản phẩm từ các nhà tù, cũng làm cho ngành công an đau đầu không thể giải quyết bởi đó là hậu quả của toàn xã hội đẻ ra. Và bây giờ thì công an thu nhập lớp đó vào hàng ngũ của mình với mục đích chính đó là để phục vụ công an, một công đôi việc. Những sự trái khuấy, những điều vô lý theo cách mà Bộ trưởng Thông tin Truyền thông của Đảng Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng đã nói, Việt Nam làm những điều mà thế giới không làm được. Nó đạt được điều gì và phản ánh lên điều gì trong xã hội Việt Nam hiện nay? Nó sẽ phát huy để đưa đất nước trở thành một trại tập trung, một trang trại chăn nuôi dưới sự quản lý của đảng bằng công an. Và nó thể hiện rằng sự sợ hãi, ám ảnh của đảng khi mà đối diện lòng dân là không có điểm dừng. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Sợ hãi không điểm dừng. Bài viết do JB Nguyễn Hữu Vinh biên soạn, Quang Trường trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần bình luận lần tới. Xin kính chào.